Xin chào các bạn hoa lan thân mến. Hôm nay Mai Quy xin giới thiệu các bạn cái cây lan giả hạt blue này. Là bữa mình có nói là mình có một cái video sẽ giới thiệu các bạn về cây này. Đây là cây giả hạt mà cây pin nó lai với cây blue. Blue thì các bạn thấy trên hình qua mình đã gửi qua, bông rất là lạ và đẹp. Màu của nó tím, tím sẫm. Thì nó được lai với một cây cây pin. Thành ra là hai cây đẹp nó lai với nhau thì nó ra được cây này. Các bạn thấy cái cây này cái tạng cây cũng rất là lạ. Cái tạng lá cũng rất là lạ đó. cái tạc lá cái cây và những cái đốt các bạn thấy là nó rất là đẹp. Đây, các bạn thấy ha, lạ và đẹp là cây lu. Thì các bạn biết là trong giả hạt thì cây lu là một cây chọn những người chơi sành điệu để chơi cây màu lu. Cây màu lu là cái màu quý phái sang trọng, không phải là một cái màu như màu tím bình thường, mà nó là một cái màu chọn lọc, thường nó đậm hơn so với cây tím và nó sang trọng như là hoặc là xanh lơ như da trời, thì nó nằm trong cái tông màu lu. Thì thường chúng ta có được cây màu lu thì nó rất là quý giá vì lý do là nó là cái tông rất là đẹp. Thì đây là cái cây lai từ cây lu ra nên chúng ta có, và chúng ta thấy là cây hiện tại bây giờ chiều cao khá đẹp, có cái là 10cm hơn, có cái là 15cm, có cái thậm chí 20cm hơn. Thì bên công ty mình sẽ bán những cây già trước và những cây ngắn sẽ phát triển lên và sẽ bán sau. Thì chúng ta sẽ mua cái cây này. Thì cái về giá là có đầu ở đầu video các bạn xem ha. Thì các bạn xem và có số điện thoại để các bạn có thể liên lạc. Và tất cả cây là đang được trồng trong chậu. Nhưng mà có một cái là cái bộ rễ nó không được định hình tốt các bạn ha. Các bạn chú ý cái rễ nó lung lay. Thì chúng ta về chúng ta tách giớn này ra, chúng ta trồng lại mới bằng chất trồng của chúng ta như là vỏ thông hay là ghép gỗ, hay là trồng cũng trồng chậu như vậy phát triển thêm nữa cũng được. Cây này cái bộ rễ của nó khá lung lay, chúng ta cần về phải trồng lại, nó không có được cố định tốt về bộ rễ. Thì chúng ta về chúng ta trồng lại thì hy vọng chúng ta sẽ có một cái chậu lu giả hạt rất là đẹp, sang trọng quý phái để chúng ta chơi về lan. Thì những cái cây lan bây giờ vừa đẹp như vậy mà giá cũng bình dân thì chúng ta hoàn toàn có thể có những chậu lan đẹp để chúng ta chơi. Thì đây là những sản phẩm mình muốn nấu tiếp giới thiệu, những cây không phải là cây con như lúc trước mà là cây lớn, cây trưởng thành, cây chung sau cái đợt cây DH77 và cây Anemum Sumi Album qua pin là mình đã giới thiệu một cây rồi. Rất là nhiều khách hàng đã chọn mua, nhất là cây DH77 bán rất là chạy, hoặc là cây Anemum pin. Anemum pin là cây cánh trắng hồng hồng và lưỡi hồng các bạn, thì khách hàng rất là ưa chuộng. Thì nói tiếp cái đó là bữa mình giới thiệu cây cây trắng rừng của Thái, thì bây giờ giới thiệu tiếp là cây giả hạt lu lai. Thì nó là những cây trưởng thành, cây lớn, số tiền chúng ta bỏ ra cũng không có nhiều, chỉ không phải có vài trăm thôi là chúng ta phải mua cây to để cuối năm nay có thể chúng ta chơi qua luôn. Đây là mùa tăng trưởng. Đây Mai Quy xin chú ý các bạn là đây là hiện tại đang là mùa tháng 5, là đầu mùa mưa, là mùa tăng trưởng rất cho tất cả các loại cây trồng. Hồi đầu năm là mùa gieo hạt, mùa trồng cây con, mùa trồng cây phát triển, nhưng bây giờ đang là mùa tăng trưởng, tăng tốc của cây cho đến cuối năm. Nên chúng ta bây giờ thời điểm này trồng cây cũng rất là tuyệt vời và cây sẽ phát triển rất là mạnh. Chúng ta chú ý cây lan sẽ bị hay bị một số đốm, nhất là cây thân thồng. Thì Mai Quy sẽ làm một cái video để chỉ cho các bạn một vài chiêu thức trị cái đốm đó rất là dễ dàng. Các bạn nói xem, và sắp tới Quy cũng sẽ giới thiệu cho các bạn hai loại thân cây, loại dòng giả hạt, cây cũng cao lớn như vậy và giá cũng bình dân, để mời các bạn đón xem. Đó là cây giả hạt Big White ha các bạn ha, và một cây đó là cây hạt vĩ lưỡi to, các bạn sẽ thấy bông lưỡi rất là đẹp. Mời các bạn đón xem những video sau. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Chúng ta có thể vào trang web siêu thị hoalan.com để xem những sản phẩm khác. Để chúng ta có thể mua một lần thì mua luôn cho khỏi mất công chuyển tiền hay là nhận hàng các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn. Mai Quy cảm ơn các bạn nhé.